Thưa quý vị, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1459 ngày 9 tháng 5 về việc triển khai hoạt động lại chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Kon Tum đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt số 1 trạm kiểm soát Sao Mai quốc lộ 14 thuộc thôn 2 xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Tại đây, lực lượng tham gia tại chốt tiến hành dừng tất cả mọi phương tiện giao thông đường bộ và người vào tỉnh Kon Tum. Công tác kiểm tra y tế được thực hiện chặt chẽ. Đối với người đi bộ và người đi mô tô vào địa bàn tỉnh, tất cả đều phải qua kiểm tra y tế. Đối với ô tô có điểm dừng trên địa bàn tỉnh thì kiểm tra y tế tất cả mọi người trên ô tô. Đối với ô tô chỉ đi ngang qua địa bàn tỉnh thì kiểm tra tất cả hành khách có điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh. Đối với các trường hợp người và phương tiện đi qua chốt từ địa bàn các tỉnh có ca mắc COVID-19 sẽ tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Khi phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ mắc bệnh, Tổ liên ngành kiến nghị Ban chỉ đạo thành phố thực hiện cách ly y tế tập trung, theo dõi cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.